Rất vui lại được gặp lại các bạn trong liệu trình giảm cân giảm mỡ 30 ngày cùng Đặng Kim Toàn. Mời các bạn vào tập của bài ngày tiếp theo ngày hôm nay nhé. Bắt đầu từ phần khởi động, xoay tay. Bài của ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách ăn làm sao để không bị đói nhé. Và cách ăn, nếu như các bạn duy trì được cái cách ăn này đấy, đổi bên, thì các bạn sẽ làm sao ạ? Duy trì được cân nặng và quan trọng nhất là không bị béo bụng, không bị các bệnh tật, sống lâu, sống thọ. Thôi xoay cổ. Chỉ cần các bạn comment hỏi xuống dưới với Kim Toàn hoặc inbox vào Zalo, Kim Toàn đã chỉ cho các bạn cách tập đơn giản và hiệu quả hơn. Đổi bên. Vì trong kênh của Kim Toàn còn rất nhiều các cái video chia sẻ các cái động tác căn bản nữa. Nghiêng hai bên. Cú chích sau. Thoai vung tay. Vung lên. Vâng ngang. Thôi bước rộng hai chân. Thôi. Xoay không? Xoay rộng ra. Đổi bên. Trong kênh của Kim Toàn còn có rất nhiều video chia sẻ các động tác căn bản để giúp các bạn tập nó dễ dàng hơn. Hơi xoay gối. Nhưng vì không phải ai cũng có nhiều thời gian, thành ra các cái chuỗi này sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Có thể sẽ hơi khó và hơi rối rắm một chút, nhưng chỉ cần được khoảng 15-20 buổi thôi. 15-20 buổi đấy nhá, thì các bạn tự động nghe nhiều sẽ quen thôi. Đảo ra. Tập luyện vận động giáo dục thể chất là tập cả đời mà. Cơ thể chúng ta ngày nào cũng phải bảo dưỡng. Chùm hai chân. Đổi bên. Thôi. Căng cơ nào. Nghiêng trái. Đổi bên. Thôi, xoay trái. Đổi bên. Bài của ngày hôm nay rất là quan trọng. Chính vì vậy các bạn cố gắng nghe Kim Toàn chia sẻ nhiều hơn một chút nhé. Nếu như các bạn quan tâm, đặt tâm vào một chút, thì các bạn sẽ thấy rằng các bạn sẽ tiết kiệm được khá là nhiều thứ. Đẩy lên.
không chỉ tiền bạc, sức khỏe, khấu hao cơ thể, mà còn tiết kiệm được rất nhiều thời gian nữa cơ. Thôi đan hai tay vươn vai, nâng cao vai của mình lên. Rút dài cuộc sống lên. Thôi căng vai. Đổi bên. Thôi lên. Căng tay trái trước. Đổi bên. Thôi, bước giống hai chân. Mở mũi chân trái nghiêng. Thôi, đổi bên. Thôi lên. Gặp người. Ôm chân bên trái, gập sâu người xuống. Đừng quá quan tâm nhiều đến cái động tác tư thế nó làm như thế nào là sai nhá. Cái hình dung đơn giản này, tất cả các tư thế và động tác đều chủ yếu tác động vào các cơ hở khớp là chính, giúp cơ khớp của chúng ta mềm mại và linh hoạt hơn. Đổi bên. Cũng giống như các cái môn vận động giáo dục thể chất khác đấy, tennis, golf, các bạn tập sai một chút cũng không sao cả. Trừ trường hợp mà chúng ta di chuyển, chúng ta sai cái tấn ấy, thì mới có thể dẫn tới ngã và chấn thương. Nhưng trong yoga thì gần như không có khả năng là ngã, đúng không? Các bạn có thấy có thể ngã được đâu, mà chỉ là sai tư thế một chút thôi. Thôi được không? Duy trì nhá. Đổi bên. Chậm rãi nào. Đến một cái độ tuổi nhất định rồi thì chúng ta hầu như không tập những cái môn nhanh nữa, mà tập những cái môn chủ yếu là kéo giãn và làm mềm cơ thể của mình ra. Da thịt mềm mại, các cái ổ khớp mềm mại, phía trong cơ thể các cơ quan nội tạng trẻ hóa lại, giúp chúng ta khỏe mạnh hơn, giúp chúng ta hấp thụ được nhiều năng lượng tốt hơn và thải được nhiều cái độc tố tích tụ ở trong cơ thể chúng ta nhiều hơn. Không phải vì chúng ta tập vì đam mê, vì sở thích nữa, mà chính xác là vì ý chí đấy. Thôi, đeo gối. Ý chí của chúng ta đặt mục tiêu làm một cái việc gì đó để chăm sóc cơ thể của chúng ta, chứ không phải tập vì sở thích, vì vui nữa. Thì ăn uống cũng vậy thôi. Bài của ngày hôm nay Kim Toàn đã chia sẻ với các bạn cái cách làm sao ăn để không bị đói và không bị đam mê thèm khát thức ăn quá. Đổi bên. Rất nhiều người trong cuộc sống là họ nói một câu rất là khá thú vị, giống nhau mà, tại vì cái môi trường sống đấy tất cả chúng nhau, chúng ta được hưởng từ bạn bè, từ thầy cô chúng ta cũng nói như vậy, bố mẹ chúng ta cũng nói như vậy, bạn bè chúng ta cũng nói như vậy, anh em, tất cả những người xung quanh chúng ta đều nói như vậy. Thành ra chúng ta được
giáo dục được chia sẻ như vậy, cho nên đã hình thành ra một cái thói quen như vậy. Thôi tách dọc. Hầu hết chúng ta đều định nghĩa rằng là ăn là phải ngon miệng đúng không ạ? Nhất ăn nhì mặc mà. Có nghĩa là sống chỉ để ăn, mà ăn mà không thấy thoải mái vui vẻ thì sống làm gì đúng không ạ? Có nghĩa là cái nhu cầu ăn uống đặt lên hàng đầu. Thì ở châu Âu lại khác chứ, và các nước phương tiến họ khác rất là nhiều. Thậm chí một số nước không tiên tiến, nhưng do là họ được tiếp cận cái thế giới văn minh, các kiến thức văn minh này của nước ngoài đấy, thì thành ra họ tiên tiến. Đổi bên cũng giống như đội trẻ bây giờ đấy, các bạn có thấy rằng các con ăn khá là tiên tiến hơn rất là nhiều so với bố mẹ thời trước. Lý do là cái môi trường sống của các con đã khác, đúng không ạ? Cái môi trường công việc cũng khác, thành ra sẽ đòi hỏi một loại năng lượng khác, sẽ có một loại sức khỏe khác. Thôi, vạn người, các bạn hình dung thật đơn giản nhé. Chúng ta phải đặt một câu hỏi, tại sao chúng ta lại bị đói? Phải đặt một câu hỏi như vậy thì tự động chúng ta sẽ trả lời ra rất được nhiều các cái vấn đề. Có thể chúng ta sẽ trả lời ngay được là không ăn thì phải đói chứ, đúng không? Chắc chắn là một điều như vậy, chắc chắn luôn. Nhưng mà khi phân tích ra thì ăn như thế nào để không bị đói, đúng không? Hoặc ăn bao nhiêu để đủ mà không bị no, không bị no nhá. Đổi bên, rất nhiều người ăn rất ít cũng no quá, đúng không ạ? Thậm chí còn nôn ra. Cũng có rất nhiều người ăn rất là ít, nhưng mà vấn đề sức khỏe đã kém hoặc là kém sẵn rồi, thì thành ra cũng không hấp thụ được, dẫn tới là đau dạ dày, đúng không ạ? Và sau khi chúng ta đặt câu hỏi ấy, có thể chúng ta sẽ tìm được một số câu trả lời, có thể là không thỏa đáng, nhưng cũng là một cái lượng kiến thức giúp chúng ta bổ sung hơn, bổ sung nhiều hơn các kiến thức mình đang có. Có thể chúng ta cũng sẽ à lên đấy, à, có thể là đúng, thì ra là thế, đúng không ạ? Và có thể chúng ta sẽ đặt thêm một câu hỏi nữa. Thôi, hai tay đẩy hai bên gối ra ngoài này. Ăn không bị đói. Rồi, thế đói là đói vật lý hay đói cảm xúc? Hay do một điều gì đó nó làm cho mình đói? Đói cảm xúc nó khác nhé, hay đói do thiếu năng lượng cơ thể vật lý của mình nó khác nhé, hay một cái điều gì đó nó làm cho mình đói? Các bạn rất khó trả lời, đúng không ạ? Như các buổi trước Kim Đoàn chia sẻ sơ qua rồi đấy. Thôi, chúng ta đói không phải là do chúng ta đói đâu, mà là do các cái vi khuẩn trong người chúng ta, nó làm chúng ta đói. Cũng giống như rất nhiều người béo mà bị tụt đường huyết ấy, có nghĩa là họ rất là thừa rất là nhiều năng lượng và họ ăn rất là nhiều, nhưng càng ăn nhiều thì càng đói, đúng không? Đấy là một trạng thái đói, không phải do thiếu năng lượng nhé, không phải do thiếu thức ăn, đổi chân, mà là do cái môi trường sống của cái vi khuẩn ở trong người chúng ta đấy. Do cái lượng thức ăn chúng ta ăn vào quá nhiều trong một thời gian dài, nó tạo ra một cái môi trường sống quá là tốt cho cái loại vi khuẩn đói ăn đó. Thì cứ đến giờ là cái vi khuẩn đói ăn đó nó giục chúng ta ăn. Thực ra chúng ta không phải ăn cho chúng ta mà là ăn cho nó đấy. Thôi, nghiêng cạnh. Có rất nhiều điều rất khá thú vị. Đổi bên, Kim Toàn không thể chia sẻ hết ngày 1, ngày 2 được, cho nên cố gắng các bạn nhé, đi cùng với Kim Toàn, đồng hành cùng với Kim Toàn hết 90 buổi này, thì tự động các bạn sẽ tổng kết ra một cái gì đó của riêng mình. Rồi, chúng ta sẽ vào phần chính của buổi tập nhé. Buổi tập ngày hôm nay cũng khá đơn giản thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu với thế nào không? Xoay người sang trái trước. Chỉ cần để ý này, cái cẳng chân trước của chúng ta nó chống vuông góc với mặt thảm là được rồi. Tay phải đè lên đùi chân sau. Động tác rất là quen thuộc và đơn giản, đúng không ạ? Có thể các bạn sẽ hỏi là cứ làm đi làm lại mãi một động tác này thì có cái tác dụng gì? Các bạn hình dung này, có những người ta làm đến hàng chục nghìn lần một tư thế một động tác thì mới đạt hiệu quả cao nhất, đúng không ạ? Cũng giống như bộ môn gym đấy, họ cứ tập đi tập lại những cái động tác như vậy thôi thì cuối cùng họ sẽ có cái sức khỏe tốt hơn, đúng không ạ? Nó phải cần đủ xét, đủ tổ, đủ thời gian thì hiệu quả mới có được, mới có tích lũy. Chứ hôm nay tập động tác này, mai tập động tác khác, chưa kịp cơ thể, chưa kịp biến đổi đã đổi rồi, thì thành ra là chúng ta chỉ tập lấy vui thôi. Rồi đè xuống nhá. Rồi, Kim Toàn bắt đầu chia sẻ dần dần nhá. Xong cuối buổi Kim Toàn sẽ tổng kết lại. Tại sao chúng ta lại bị đói? Chỉ cần đặt được câu hỏi thì chúng ta sẽ có rất nhiều câu trả lời. Rồi, từ từ nhổm dậy. Dựng cái bàn chân trái lên, bàn chân phải của mình lên. Rồi đè gối, duỗi thẳng người ra, duỗi thẳng đầu gối chân trái ra. Cố gắng hạ thấp đến mức có thể. Chúng ta đói thì có hai trường hợp xảy ra.
Một là do chúng ta thiếu ăn, hoặc là ăn thiếu thì mới đói. Cái trường hợp như vậy thì khá là đơn giản, chúng ta chỉ cần ăn vào là no thôi. Nhưng cái trường hợp thứ hai thì nó lại ứng dụng vào và áp dụng rất là nhiều vào cái đời sống hiện tại bây giờ của hầu hết mọi người. Đó là chúng ta ăn thừa năng lượng, và chúng ta cũng chẳng biết là chúng ta ăn thừa cái gì cả. Cơm, thịt, rau hay là nước ngọt, có nghĩa là chúng ta không biết là chúng ta ăn thừa cái gì nhá. Thành ra trong một thời gian quá dài, chúng ta cứ thèm những loại thức ăn đó. Có thể các bạn thèm ăn thịt kho tàu chẳng hạn, đúng không ạ? Rồi lâu dần các bạn lại càng ngày càng thèm thịt kho tàu. Cứ nghĩ đến thịt kho tàu là chảy nước miếng rồi, cứ nghĩ đến thức ăn là chảy nước miếng rồi. Thậm chí là các bạn uống rượu nhiều, các bạn quen, các bạn cứ uống rượu, các bạn nghĩ đến rượu các bạn đã chảy nước miếng rồi, đúng không ạ? Có nghĩa là trong một thời gian quá dài các bạn ăn thừa quá nhiều, uống thừa quá nhiều những cái loại dinh dưỡng, thực phẩm, các cái chất kích thích đó. Lâu dần nó tạo ra một cái môi trường cực kỳ hoàn hảo. Thôi, dù người trước thế trường tấn, cái môi trường trong cơ thể của các bạn nó hoàn hảo đến ngưỡng mà nó là cái môi trường rất tốt để các cái vi khuẩn đó nó phát triển đến cái ngưỡng mà chúng ta không thể kiểm soát được. Cơ thể chúng ta mất cân bằng từ môi trường sống bên trong cơ thể, thành ra chúng ta thèm những cái loại thức ăn đó. Và khi các bạn thèm thì các bạn ăn càng nhiều hơn, thèm mà, càng thèm mà ăn càng ngon miệng. Càng ngon miệng thì lại càng tạo ra cái môi trường tốt cho các vi khuẩn đó sinh sôi nảy nở, thành ra chúng ta bị đói. Vậy tổng kết lại được không ạ? Có hai cách dẫn tới đói, có hai cái kiểu cách dẫn tới đói nhé. Một là do chúng ta thiếu ăn quá thì đói, thèm quá, khổ quá đói. Hai là ăn thừa quá, ăn vô minh, thành ra bị đói, đúng không? Thôi góc xoay người, giơ cái tay trái của mình lên. Các bạn cứ để ý này, cách đây tầm khoảng trên 20 năm, Kim Toàn năm nay là 41 tuổi, thì khoảng trên 20 năm trước, có nghĩa là tầm khoảng Kim Toàn khoảng 15, 17 tuổi đi, thì ở cái chu kỳ xã hội đó mà ai mà bụng to nhá, thì trông rất là uy tín, đúng không? Trông rất là giàu có. Mình còn cảm giác được cái sự giàu có trên người của những con người bụng to đấy, đi đứng bệ vệ, đúng không? Nhưng bây giờ thì sao ạ? Những người bụng to đấy thì có nghĩa là chỉ bằng những người cách đây khoảng 20 năm thôi, đúng không? Nhưng bây giờ người bụng to mà thực sự là quan chức bệ vệ, là người thực sự là giàu có đấy, thì đối với những người mà vất vả mà nghèo nghèo đấy thì cũng giống nhau thôi. Form dáng chả khác nhau là mấy. Nếu như mặc cái bộ quần áo đẹp lên thì có khi họ còn đẹp hơn nữa cơ, còn năng lượng hơn nữa cơ. Thì các bạn hình dung này, cái chu kỳ xã hội đó nó tạo ra những cái cơ thể của con người như vậy. Nhưng có rất nhiều người 20 năm sau mới bằng những con người như vậy. Điều gì xảy ra nhỉ? Nếu như bệnh tật của những con người mà cách đây 20 năm, có nghĩa là có những cái tấm gương rồi, có những cái câu chuyện rồi. Rồi, từ từ chống tay trái của mình xuống, bước lùi chân trái về sau, hai chân và tay đều mở rộng vòng vai, thế tấm ván. Có rất nhiều câu chuyện trong quá khứ, nhưng do chúng ta không được học hành, không được tổng kết, và quan trọng nhất là cái môi trường sống của chúng ta toàn những người như vậy thôi, thành ra chúng ta không được tiếp cận kiến thức tốt, đúng không ạ? Tầm tuổi 49-53 nam giới chết rất là nhiều. Không phải là do chúng ta kiệt năng lượng mà chết, mà lý do là do chúng ta ăn uống sai cách quá là nhiều. Các cụ hay nói là năm hạn của nam giới đấy. Thì thực sự đúng là cái chu kỳ đấy, là cơ thể chúng ta đã xuống cấp một cách rất là trầm trọng. Trầm trọng, cực kỳ trầm trọng luôn. Và chúng ta ủ cái mầm bệnh trong người của mình từ lúc trẻ cho đến khi đó thì nó phát bệnh ra. Ví dụ như các bệnh liên quan đến gan, các bệnh gan là rất là nguy hiểm. Tại vì khi gan đã phát bệnh ra rồi thì gần như là không kịp chữa nó rồi, chỉ chấp nhận thôi. Thì 49-53 chết rất là nhiều. Cái câu chuyện này là có thực nhá. Họ hàng nhà Kim Toàn, các bác các chú hầu hết đều chết ở độ tuổi đó. Hầu hết nhá, các bác và các chú. Chúng ta không thể chia sẻ được với họ, tại vì họ vẫn cứ sống ở môi trường đó, thì không thể nào xử lý và giải quyết được. Rồi, bình tĩnh này, bước cái chân phải của mình lên, đè hông đổi bên thôi. Các bạn biết rồi đấy ạ, chúng ta đều mong muốn cho con cái của mình sang những nước tiên tiến ở và học tập, làm việc, đúng không ạ? Nhưng khi các con tiếp cận được những kiến thức đó rồi, thì các con về nhà thì các con rất khó tiếp cận với cái kiến thức ở nhà. Mà nếu như mà chúng ta cho các con, ép các con ở nhà, thì cho các con đi học làm gì? Rất là lãng phí tiền bạc và nguồn lực, đúng không ạ? Thành ra hầu hết các con mà ở bên đó rồi thì không thích quay về nhà đâu. Phần vì cái thói quen sinh hoạt nó khác, ăn uống khác, cách làm việc cũng là khác, cách nói chuyện và giao tiếp cũng khác rất là nhiều, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng vậy thôi.
môi trường nó còn tác động mạnh hơn cả ý chí. Có nghĩa là chúng ta muốn thay đổi một điều gì thì tốt nhất thay đổi cái môi trường sống của mình, đúng không ạ? Và cách thay đổi môi trường sống hoàn mỹ nhất nhé, chứ không phải là cái cách thay đổi môi trường sống chỉ đơn giản là địa điểm sống đâu, mà chính xác là môi trường sống trong cơ thể của mình. Mà môi trường sống trong cơ thể của mình được quyết định bởi dinh dưỡng mình đưa vào. Rất là lòng vòng, rất là dài, rất là lòng nhòng, đúng không ạ? Rồi từ từ dựng cái bàn chân trái lên, dựng lên, đúng không ạ? Rồi đè gối, gối dài hai tay về trước. Nếu như các bạn thay đổi được cái thói quen dinh dưỡng cũ thì các bạn sẽ tạo ra được cái môi trường sống tốt trong cơ thể của mình, và tự động bệnh tật của mình sẽ thay đổi, sức khỏe của mình sẽ thay đổi, và thậm chí cả tính cách của mình cũng sẽ thay đổi, nó ôn hòa hơn rất là nhiều, nó nhẹ nhàng hơn. Không phải chúng ta tìm tới những cái trải nghiệm, cái cảm xúc, cái cảm giác đấy đó để làm cái điều gì nó màu mè, mà chỉ đơn giản là chúng ta tiết kiệm được nhiều năng lượng hơn để sống được lâu hơn. Ở cái độ tuổi trên dưới 40 rồi thì chúng ta đều giống nhau hết. Trên thì chuẩn bị lo bố mẹ, dưới thì con cái, rất là mệt mỏi. Nếu như chúng ta không có đủ năng lượng để làm việc hết cái khối lượng công việc của mình ấy, thì rất nhiều việc nó khó nó sẽ xảy ra. Vô vàn việc cực kỳ khó, khó hơn cả việc khó chúng ta đang có cơ. Duy trì nhé, chậm rãi thôi. Rồi, thì có nghĩa điều gì nhỉ? Chúng ta muốn thay đổi cái môi trường sống tốt cho cơ thể chúng ta thì việc đầu tiên và dễ dàng nhất là thay đổi nguồn dinh dưỡng đầu vào. Để làm gì ạ? Để tạo ra một cái môi trường sống cực kỳ tốt cho cơ thể chúng ta. Còn cái môi trường sống xung quanh chúng ta là bạn bè và công việc đấy, chỉ là phụ thôi. Đấy chỉ là cái tác động từ phía ngoài thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể tự điều chỉnh được bằng cái kỹ năng sống của mình. Rồi thế Trường Tấn, du người về trước, đúng không ạ? Cái điều Kim Toàn chia sẻ vừa rồi đấy, thì có thể có một số người cũng không hiểu, và có một số người thì thừa hiểu. Đặc biệt là những người lớn tuổi, tầm khoảng 50 trở lên, thì đối với những cái việc đó là họ quá hiểu rồi. Đôi khi Kim Toàn nói ra thì họ lại còn bảo trẻ con, nhảm nhí, các cái chia sẻ những cái trải nghiệm nó chả đâu vào đâu cả. Nhưng đừng có lo nhé, Kim Toàn nói chuyện cho rất nhiều người nghe, chia sẻ với rất nhiều người, chứ không chỉ dành cho một người thông minh nào đó. Rồi, vừa rồi là toàn bộ những cái chia sẻ để thay đổi được cái môi trường tốt nhất cho cơ thể chúng ta, đúng không? Vậy thì chúng ta đã tìm ra được giải pháp chưa nhỉ? Có thể là hơi lan man lòng vòng, vẫn chưa biết giải pháp như thế nào, đúng không? Để thay đổi môi trường thì cần thay đổi dinh dưỡng thức ăn. Nhưng bây giờ ăn như thế nào là cả vấn đề, đúng không? Khó đấy, không dễ đâu ạ. Rồi góc xoay người, giơ tay phải của mình lên. Ăn như thế nào? Ăn làm sao để không bị đói mà để có một cái môi trường cho các cái vi khuẩn sống ở trong cơ thể chúng ta, nó cân bằng cơ thể của chúng ta. Chúng ta cân bằng thân nhiệt trong và ngoài, cân bằng sức khỏe, cân bằng tâm lý, cân bằng cảm xúc, cân bằng cả bệnh tật. Mà muốn cân bằng được điều đó thì phải cân bằng cái môi trường sống trong cơ thể chúng ta, thông qua các loại vi khuẩn ở trong cơ thể chúng ta nó sinh sôi nảy nở, đúng không? Vậy ăn như thế nào nhỉ? Dễ cực kỳ. Dễ ơi là dễ cơ. Các bạn có nghe các cụ hay nói là bữa sáng thì ăn cho vừa không? Bữa sáng ăn cho vừa, bữa trưa ăn như làm sao ạ? Và bữa tối, bữa chiều ăn như thế nào ạ? Rồi, tiếp tục. Chống cái tay phải của mình xuống, bước lùi chân phải về sau, thấy con rắn đùi chạm xuống sàn à? Thả lỏng cột sống nhé, dựng hai bàn chân, nâng cao người lên một chút. Thường mọi người cứ nghĩ ăn cho vua là ăn nhiều, đúng không? Không phải đâu nhé. Thực ra tất cả các vị vua, đặc biệt là trong Huế đấy, gần gũi nhất với người Việt chúng ta là Huế. Nếu như ai đó đã đi vào Huế thì đều biết là người Huế họ ăn không khác gì vua. Mỗi bữa họ chỉ ăn mỗi thứ một chút xíu thôi. Nếu mà dân gốc Huế thật sự đấy, họ có thói quen ăn đúng như vua thật. Cứ mỗi một bữa, mỗi một loại thức ăn họ ăn làm rất là nhiều cái loại thức ăn khác nhau. Và mỗi loại thức ăn chỉ ăn một miếng nhỏ thôi. Cũng giống như người Nhật họ ăn như vậy đấy.
Có nghĩa là họ ăn tập trung vào việc ăn đủ chất. Ăn đủ chất, đủ vi chất nhá. Và ăn no bụng. Chứ không phải là chúng ta là thích cái loại gì, thức ăn gì là chúng ta ăn tập trung ăn vào cái loại đấy, ăn thật no bụng. Đúng không? Ăn cho nó đã. Thì có nghĩa là chúng ta ăn theo bản năng nhá. Còn họ là ăn theo sức khỏe, ăn theo nhu cầu của cơ thể. Rồi thì đó là ăn cho vua đấy. Thì bữa sáng là như vậy đấy. Chứ không phải là ăn cho vua là bữa sáng ăn thật nhiều nhá, no tức cả bụng đi đâu. Rồi bữa trưa, bữa tối cũng vậy. Còn một bữa rất là quan trọng gọi là bữa xế. Bữa xế thì người miền Bắc của chúng ta là học từ người Trung Quốc. Bữa xế là bữa 4 giờ chiều đó. Rồi từ từ nâng người lên, đè về thật thoải mái. Thế chó dưới mình cố gắng chống được cái đầu xuống thì càng tốt, nó đỡ bị chồng chành. Bữa xế là cái bữa cực kỳ quan trọng, Kim Toàn đã chia sẻ vào các buổi khác. Bữa xế có thể gọi là bữa sinh mạng của chúng ta, chứ không phải là ăn no hay là ăn thích nữa nhé. Bữa 4 giờ chiều đó, mọi người hay gọi là bữa xế. Bữa đó là chúng ta cần phải ăn, buộc phải ăn, nhưng không cần ăn nhiều. Chỉ ăn tầm khoảng 100 calo thôi. Nếu như ăn đại một cái, thì các bạn có thể ước lượng này. Một quả chuối chẳng hạn, một quả trứng, một quả chuối hoặc một quả trứng, hoặc một nửa củ khoai, hoặc một nửa cái bắp ngô. Có nghĩa là chỉ cần ăn như vậy đấy nhá, đừng ăn thêm, không cần thiết đâu ạ. Ăn thêm sẽ thành thừa, sẽ thành không có hiệu quả, mà lại còn yếu đi cơ. Rồi, thì tại sao lại phải ăn như vậy khoảng 100 calo? Thì cái bữa chiều đấy, cái tuyến tụy của mình nó rất là buồn cười. Nó không tiết các loại năng lượng nữa. Cái tuyến thận, tuyến tụy của mình nó không tiết những cái loại năng lượng cần thiết để đáp ứng cho cơ thể nữa, mà nó lại tiết một cái loại hormone khác tên là glucagon. Glucagon đó, thì cái hormone đó, cái chất đó, nó kích thích cơ thể lấy cơ bắp của chúng ta ra. Cơ bắp đây cụ thể là các cơ quan nội tạng nhé, lấy các tế bào của cơ quan nội tạng. Giữ thẳng người ra, khép gối, ngồi quỳ lên gót chân. Nó lấy tất cả các cơ quan nội tạng của chúng ta ra, các cái tế bào cơ quan nội tạng ra. Sau đó nó chuyển hóa lại thành đường. Có nghĩa là nó chỉ đạo não bộ chúng ta này, tiết hormone vào não bộ này, và chỉ đạo não bộ chúng ta lấy các cơ bắp, các cơ bắp, cơ gan, cơ ruột, cơ tim, cơ phổi, cơ thận, đúng không, lấy lại đưa vào trong các cái bộ máy mà tiêu hóa chuyển hóa đấy, chuyển hóa thành năng lượng. Thì có nghĩa là bữa 4 giờ chiều nếu như chúng ta không ăn đấy, thì chúng ta sẽ bị teo cơ tạng, được chưa, teo cơ tạng nhá. Thì rất nhiều người có các vấn đề liên quan đến đường ruột, tim mạch đều có vấn đề là không ăn bữa 4 giờ chiều đó. Thì các bạn hình dung được chưa, đại đa số nhá, mà nếu như đang ăn nhá, đang ăn đều đặn, tự nhiên dừng khoảng nửa tháng, một tháng, thì tự nhiên lại bị có vấn đề liên quan đến cơ tạng, đúng không? Có nghĩa là làm sao ạ? Nếu như các bạn từ nhỏ đến giờ, lớn đến giờ các bạn chưa ăn bao giờ, thì các bạn không trải nghiệm được và không biết được tại sao cái cơ tạng của mình lại yếu. Nhưng nếu như các bạn chưa bao giờ ăn, mà ăn, tập ăn, tạo thành một thói quen tốt trong một thời gian, đúng không ạ? Thì sau một thời gian thì các bạn khỏe dần lên. Nhưng các bạn dừng ăn lại phát, thì các bạn lại bị lại, và cái cảm giác nó sẽ rõ ràng hơn. Có nghĩa là chúng ta đã có trải nghiệm, chúng ta cảm nhận thấy, và khi cảm nhận thấy rồi thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn. Thì các bạn thấy rất là tuyệt vời không ạ? Thì tổng kết lại này, cái bữa xế, bữa 4 giờ chiều thì các bạn buộc phải ăn khoảng 100 calo, ăn cái gì cũng được, miễn là đừng ăn thừa được, để tránh tình trạng chúng ta bị làm sao ạ? Teo mất cái cơ tạng của chúng ta đi, và dẫn tới vấn đề là sức khỏe của các cơ quan nội tạng bị kém đi. Rồi, từ từ chống tay trái sang ngang, nghiêng người duỗi hai chân về trước thật chậm rãi thôi, chả vội vàng gì cả. Nào, thế càng duỗi, hít vào vươn lên. Rồi, trải dài người về trước, thật thoải mái rồi. Thật thoải mái thở ra. Rồi, thế bữa sáng ăn cho vua, bữa trưa ăn như hoàng hậu, đúng không? Bữa hoàng tử, bữa tối thì ăn như người ăn mày, đúng không? Thì có giờ các bạn hỏi là ăn thì ăn nhỏ bữa rồi, ăn mỗi thứ một chút xíu rồi. Thì bây giờ cái cốt lõi của vấn đề đấy là ăn cái gì bao nhiêu không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta thu lượm được bao nhiêu năng lượng ở trong cái thức ăn đó, đúng không? Thế giờ Kim Toàn lấy cái giả thiết nhá. Giả thiết chúng ta cao 1m7, 1m70 đi, nặng 70kg đi, cho nó vạn vỡ một chút,
cho đậm đà một chút. 1m7 mà nặng 70kg là ổn đấy ạ. Hơi rắn rắn chắc và cơ bắp và khá là manly đấy. Thì với cái chiều cao cân nặng như vậy, chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi là một ngày chúng ta sẽ tiêu thụ hết khoảng bao nhiêu năng lượng không? Hầu như mọi người đều không biết nhé. Thì cứ thấy là đói thì ăn, đúng không? Thành ra là mệt thì nghỉ. Có nghĩa là chúng ta chả biết được rằng cái cơ thể đó thì chúng ta tiêu thụ hết bao nhiêu nhiên liệu năng lượng. Nhưng mà chúng ta lại biết rất rõ cái xe 1.5 chạy 100km thì hết bao nhiêu năng lượng, chạy đường trường, chạy trong phố thì hết bao nhiêu, chạy núi thì hết bao nhiêu, đúng không ạ? Có nghĩa là với cái chiếc xe thì chúng ta với cái với cái chiếc xe thì chúng ta sẽ hiểu khá là dễ dàng. Nhưng với cơ thể của chúng ta thì chúng ta chả bao giờ nghiên cứu, đúng không ạ? Thậm chí còn chả buồn mà nghiên cứu nữa cơ. Rồi từ từ buông lỏng. Từ từ buông lỏng người lên. Đưa hai tay xa về sau thế căng người nào. Căng người nhá. Nào. Đẩy người lên, cố gắng úp cái lòng bàn chân của mình xuống thảm, được đến đâu hay đến đó. Ngửa đầu về sau. Các bạn thấy Kim Toàn chia sẻ có đúng không ạ? Đối với một chiếc xe máy hoặc chiếc ô tô thì chúng ta hiểu rất rõ. Thậm chí chúng ta còn nói chuyện là tự hào về điều đó cơ. Đã từng có một thời kỳ xã hội là như vậy, đúng không ạ? Tự hào về cái điều là sự hiểu biết của mình thông qua các cái tính năng, các cái điều gì đó ở trong một chiếc xe. Chiếc xe sang, chiếc xe bình thường, đúng không ạ? Giả thiết một chiếc Camry khoảng 2 chấm chẳng hạn. Nếu như chạy đường trường thì hết bao nhiêu xăng? 1 lít xăng, đúng không ạ? Thậm chí xăng 92 hay xăng 95. Chạy đường phố thì sẽ như thế nào? Hết bao nhiêu xăng, đúng không ạ? Chạy đèo dốc thì như thế nào, hết bao nhiêu xăng? Chúng ta đọc phanh phách rõ và nhớ cả thời gian thay dầu nữa cơ. Nhưng cơ thể chúng ta thì chúng ta không biết. Với chiều cao 1m70, nặng 70kg thì đi đường núi chúng ta hết bao nhiêu xăng? Đi đường trường hết bao nhiêu xăng? Đi đường phố hết bao nhiêu xăng? Làm việc, các cái thói quen công việc hàng ngày đơn giản thôi, chỉ là sinh hoạt sống hàng ngày thôi, thì hết bao nhiêu xăng, đúng không? Hôm nào chúng ta đi du lịch, trèo núi, lại còn tắm biển thì hết bao nhiêu xăng, chúng ta không biết hết, không hề biết một chút nào cả, không bao giờ khái niệm, đúng không? Thành ra chúng ta toàn ăn thừa thôi, ăn theo bản năng. Trong ngày chúng ta cũng chả thể ước lượng được. Rồi từ từ siết chặt cái cổ của chúng ta lại, gập đầu lên, hạ xuống. Rồi chậm rãi nhá, co hai chân lại, thế vặn người khá là dễ thôi. Thì Kim Toàn chia sẻ nhá, các bạn lắng nghe nhá. Cuối buổi Kim Toàn sẽ tổng kết. Rồi đưa tay phải của mình ra. Đối với bữa sáng ăn như vua đấy thì các bạn chỉ nên ăn tầm khoảng 200 calo đổ lại thôi. Các bạn muốn ăn cái gì cũng được, không cần biết, khoảng 200 calo đổ lại nhé. Nhưng đối với những người có vấn đề về tiểu đường, gút, các bệnh về tim mạch hoặc xương khớp thì các bạn chỉ cần ăn tầm khoảng 120 calo đổ lại. Có nghĩa là đó là những trường hợp đặc biệt. Thì vì vậy bây giờ câu hỏi đặt ra, ăn cái gì để đạt được 120 calo mà đủ đầy dưỡng chất và vi chất, đúng không? Thì các bạn cứ comment và hỏi Kim Toàn sẽ trả lời. Kim Toàn cam kết là chia sẻ hoàn toàn miễn phí nhé. Ở trên kênh của Kim Toàn đã để sẵn các cái số điện thoại, các cái trang mạng để liên kết cho nó dễ dàng hơn. Đó là bữa sáng nhé. Thì tại sao chúng ta lại ăn bữa sáng khoảng 200 calo đổ lại đối với người bình thường và khoảng 120 calo đổ lại đối với những người có vấn đề về sức khỏe, xương khớp, tim mạch, hút tiểu đường, đúng không ạ? Tại vì nếu như chúng ta ăn một bát canh bánh đa rơi vào tầm khoảng 500 calo, tương đương bát canh bánh đa đấy khoảng 30.000 nhé, khoảng 30.000 ở nội thành đấy, chứ còn ở ngoại thành mà 30.000 thì có khi rơi vào 700 calo. Rồi từ từ buông lỏng quay lại, đổi bên. Tại vì ngoại thành họ bán cái bát canh nó chất lượng hơn, nó nhiều dinh dưỡng hơn, nhiều thịt hơn, đúng không ạ? Chúng ta có thể về quê chúng ta ăn bát canh 30.000 thì khác hoàn toàn. Ăn ở phố bát canh 30.000 đúng không ạ? Có thể là không ngon miệng bằng do cái gia vị họ pha chế nó khác, nhưng cái lượng thực phẩm ở bên trong thì nhiều hơn rất là nhiều lần, đúng không ạ? Rồi, thì nếu như chúng ta ăn một bữa sáng khoảng 600-700 calo thì chúng ta sẽ thấy rất là no bụng và vui vẻ ngay tức khắc, đúng không ạ? Nhưng chỉ cần tầm 9-10 giờ là chúng ta sẽ đói hoa mắt lên, đói bùn rủn chân tay. Thì các bạn hình dung này, tại sao chúng ta ăn nhiều như vậy mà lại bị đói luôn, đúng không ạ? Sẽ là một câu trả lời khá là thú vị đấy. Còn nếu như các bạn ăn khoảng tầm 200 calo đổ lại, giống như Kim Toàn ăn hàng ngày đấy,
200 con no đơn giản cực kỳ, nhưng chẳng đói thế gì cả. Thế mới tài chứ, đúng không ạ? Đó là khoa học nhá, chứ không phải do Kim Toàn tự sáng tạo đâu ạ. Khoa học dinh dưỡng đấy. Các bạn mà có vấn đề về sức khỏe thì cứ lên bệnh viện hỏi cái khoa dinh dưỡng lâm sàng ở đâu. Nếu như có cơ hội đến bệnh viện nhá, thì nên ghé qua khoa dinh dưỡng lâm sàng, ngồi chơi với bác sĩ một chút, nhờ bác sĩ tư vấn một chút, trả một chút kinh phí để bác sĩ tư vấn cho về dinh dưỡng thì các bạn sẽ thấy rất là thú vị. Tất cả các vấn đề liên quan sức khỏe bệnh tật đều được chữa thông qua dinh dưỡng hết đấy. Và cái bữa sáng mà các bạn ăn uống một cách nghiêm túc đấy, khoảng 200 calo đổ lại đấy, thì các bạn cả ngày sẽ không bị đói. Tự động cả ngày, Kim Toàn cam kết nhé, cả ngày sẽ không bị đói. Nhưng đối với những người mà được tập luyện rồi đấy, có nghĩa là được làm quen với cách ăn đó trong một thời gian khoảng tầm nửa tháng, thì tự động sẽ không bao giờ bị đói, không bao giờ có cảm giác đói, thậm chí còn không bao giờ có cảm giác thèm ăn nữa cơ. Chúng ta ăn uống nó sang chảnh lắm, nó có cảm giác như là thưởng thức thức ăn đấy, chứ không phải ăn ngấu ăn nghiến ăn thèm khát. Có nghĩa là cần phải tập luyện. Có thể ban đầu đối với những người ăn quen như cũ rồi thì ban đầu ăn lại như vậy thì có thể đấy hơi bị đói, nhưng chỉ còn khoảng một tuần thôi là hết cơn đói, thậm chí hết hoàn toàn đấy. 2-3 ngày đầu sẽ khá khó chịu, tại vì chúng ta đang bị vi khuẩn nó điều khiển mà, chứ có phải chúng ta đâu. Nhưng chỉ vài ngày chúng ta ăn đúng chuẩn phát, tự động các con vi khuẩn đấy nó chết gần hết đi. Thế là cái môi trường nó cân bằng, thế là chúng ta không bị đói nữa. Tuyệt vời chứ ạ. Rồi, từ từ buông lỏng, xoay lại. Tách hai cái chân mở rộng bằng vai, thế cái bàn nhá. À. Hai tay hai chân đều mở rộng bằng vai. À, từ từ đẩy lên. Ngửa cái đầu của mình ra sau, nâng cao vai lên một chút. Nói về câu chuyện ăn uống thì rất là dài, rất là lan man. Thậm chí chúng ta còn không cảm nhận thấy có cái sự giá trị nào ở trong đây nữa cơ. Nhưng hầu hết những người có vấn đề về sức khỏe mà bác sĩ bắt đầu khuyên đấy, nên ăn cái gì ít cái gì nhiều đi đấy, thì bắt đầu mới thực sự là nghiêm túc. Chúng ta chỉ mất cái gì đó hoặc sắp mất thì chúng ta mới thực sự thấy cái điều đó giá trị, đúng không ạ? Còn nếu như chúng ta vẫn còn cảm thấy mình đang sở hữu nó thì chúng ta vẫn thấy coi nhẹ nhàng lắm. Nâng cao lên. Cố gắng đẩy căng lên một chút xíu. Thôi, hạ xuống. Rồi, có hai chân của mình vào lòng, thì lưỡi câu ngồi. Động tác khá là đơn giản và dễ dàng, đúng không ạ? Rồi, giữ dài người của mình về trước. Các bạn có để ý tại sao Kim Toàn hầu hết là quay ngang cái màn hình, đúng không ạ? Để các bạn tiện quan sát thôi. Chứ còn thực ra động tác thì có thể quay được tất cả các hướng, nhưng do nhiều hướng quá thì mình sẽ khó quan sát. Các bạn phải tập cùng với Kim Toàn khoảng 30 buổi. Khoảng 30 buổi nhé. Ít nhất cũng phải tầm khoảng 30 buổi thì các bạn bắt đầu mới quen. Và khi quen rồi thì tập nhàn lắm, nhàn cực kỳ luôn. Có cảm giác như vừa tập vừa ngủ vừa giấc ấy. Rất nhiều người cũng sẽ bảo là sao Kim Toàn nói nhiều lắm mồm thế. Trong cái quá trình nói đấy có rất nhiều giá trị khác nhau. Một phần là vì Kim Toàn muốn chia sẻ nhiều cái kiến thức chăm sóc sức khỏe một cách chủ động của nam giới dành cho nam giới, thậm chí của nữ giới. Nam giới dùng cho nam giới nhưng mà nữ giới dùng vẫn rất là tốt, đúng không ạ? Chúng ta không chỉ trang bị cho mình, nâng cấp sức khỏe của mình thông qua một cái vận động yoga. Chúng ta có rất nhiều cách để trang bị cho mình mà. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cái kiến thức ở trong người chúng ta. Khi có kiến thức rồi thì chúng ta sẽ tìm các cái giải pháp khác nhau. Không nhất thiết là phải một giải pháp này, đúng không ạ? Thì buộc ban đầu Kim Toàn phải nói rất là nhiều để các bạn lựa chọn cho mình cái giải pháp. Và khi các bạn nâng cấp được các cái kiến thức nền của mình lên rồi thì nó dễ và nhàn cho cả Kim Toàn lẫn các bạn. Tránh cái trường hợp là các bạn tập vào, ôi sao nó khó thế, rồi là ôi dồi ôi sao này ông nói nhiều thế, xong rồi ôi dồi ôi nhìn động tác nó cứ rối rắm hết cả nên chưa kịp vào tư thế là ông đã chuyển đã đổi rồi. Có nghĩa là các bạn chỉ tập trung vào mỗi một cái giải pháp là yoga thôi, thành ra các bạn bị rối rắm như vậy. Nhưng cũng có rất nhiều người họ tập với Kim Toàn họ chẳng tập gì cả, họ chỉ ngồi im nghe Kim Toàn nói thôi và họ ứng dụng vào cái việc khác cũng rất khỏe mạnh lên, đúng không ạ? Rồi từ từ chống tay nhổm dậy. Thôi, thoải mái rồi. Giữ hai chân của mình về trước. Đập đập chân một chút.
Bài tập của ngày hôm nay cũng khá là đơn giản và dễ dàng đúng không ạ? Các bạn có hình dung là tất cả các cái kiến thức của ngày hôm nay nhé, nếu như các bạn nghe thì rất là lông bùng, thì sau đây Kim Toàn tổng kết lại một chút xíu nhé. Các bạn ăn như thế nào? Ăn ra làm sao để chúng ta có thể giảm được cân, giảm được mỡ và đặc biệt là không bị béo bụng, không bị các bệnh tật liên quan đến tương lai và liên quan đến quá trình chúng ta sử dụng sai dinh dưỡng. Các bạn lắng nghe nhé. Ăn như thế nào để cho khỏe mạnh? Ăn như thế nào để không bị đói? Và đặc biệt ăn như thế nào để không bị béo? Được chưa ạ? Rất là dễ thôi nhé. Chỉ cần ăn như thế nào thôi. Các bạn không cần phải ăn các thức ăn khác, vẫn thức ăn hàng ngày ở nhà thôi. Các bạn lắng nghe một chút xíu nhé. Lắng nghe Kim Toàn chia sẻ nhé. Thường thì chúng ta hay ăn các bữa sáng đấy. Kim Toàn biết rằng là rất nhiều người tập cùng với Kim Toàn ở trên lớp này, thì khi ra khỏi lớp đấy, các bạn ấy bước ngay vào cái quán canh bánh đa hoặc quán bánh cuốn hay là quán xôi hay quán gì đó, gọi ngay một suất khoảng tầm 3-50 nghìn nhé. Còn nhiều người thì ăn ở những cái chỗ ăn đẹp hơn, sang hơn thì cần khoảng 100-200 đổ lại. Còn nếu như ở khách sạn thì không nói làm gì, ăn buffet thì còn vô vàn nhiều cái thứ phức tạp. Chúng ta tạm thời bỏ qua một chút xíu nhé. Chúng ta nói lấy một cái ví dụ là chung chung thôi, là một bữa sáng khoảng 3-50 nghìn đồng. Thì cái bữa sáng 3-50 nghìn đồng đấy, thường thường là những cái bữa ăn đó là rất là nhiều năng lượng. Ví dụ như canh bánh đa, bún phở hay là bánh cuốn hay là xôi. Đấy là ví dụ nhé. Thì thường nó sẽ kéo vào cơ thể của chúng ta khoảng 500-600 calo. Thì các bạn ăn như vậy đấy thì các bạn sẽ no bụng ngay tức khắc nhé. Và đồng thời đến khoảng 10-11 giờ thôi là các bạn đói ngay lập tức, mà không cần phải chờ đến 10-11 giờ đói đâu. Các bạn vừa ăn xong, các bạn chỉ cần ngồi im thoải mái thư giãn, làm gì đó, có thể là ngồi uống cà phê hoặc cũng có thể ngồi lao động và làm việc. Các bạn ngáp suốt từ đấy cho đến tận bữa trưa, có nghĩa là ngáp, không biết tại sao là mình cứ ngáp ngủ. Rõ ràng là mình ngủ rồi, mình có thiếu ngủ đâu mà mình lại ngáp ngủ. Các bạn đang bị sốc đường lên não. Có nghĩa là cái bữa sáng đấy nó quá nhiều năng lượng, nó làm các bạn bị sốc đường, hay còn gọi là sặc xăng, đúng không ạ? Thì đến bữa trưa thì các bạn lại đói, rất là đói, đói vội, đói vã, ngon nghiến đúng không ạ? Thậm chí còn phải chờ nhanh nhanh chóng chóng nấu cơm để ăn, không thì đói lắm không chịu được. Thì điều gì xảy ra? Có nghĩa là các bạn đang ăn sai cách, và cái cách ăn đó là đang là cách ăn cũ của người Việt nhé. Đại đa số người Việt Nam chúng ta là ăn theo cái cách đó, là cách cũ. Thành ra chúng ta đói quá chúng ta phải ăn, ăn xong lại buồn ngủ, ngáp ngủ, sau đó lại đói, cứ thế lặp đi lặp lại rất là khổ sở đúng không ạ? Cả ngày rời như vậy, và cả tháng, cả quý, cả năm, cả cuộc đời đều như vậy, các bạn không thấy mệt mỏi à? Rất là mệt mỏi, chẳng có nào ăn được cái gì nữa đâu. Suốt ngày bị cơn đói nó hành như vậy, cái cơn buồn ngủ hành như vậy thì làm sao mà chịu được đúng không ạ? Rồi, thì làm như thế nào? Ăn như thế nào? Thì các bạn ăn như thế này nhá. Ăn này, bữa sáng các bạn ăn cái gì tạm thời Kim Toàn chưa chia sẻ vội, chỉ thời tạm thời đấy nhá. Còn các bạn muốn Kim Toàn chia sẻ sâu hơn thì các bạn comment với Kim Toàn. Các bạn chỉ ăn tầm khoảng 200 calo đổ lại thôi. Ăn cái gì cũng được, tạm thời là ăn nhiều mỗi thứ một chút xíu đi. Ăn 200 calo đổ lại. Để làm sao ạ? Để các bạn không bị buồn ngủ sau khi ăn nhé, khoảng 1 tiếng không bị buồn ngủ. Và sau khi ăn khoảng vài tiếng sẽ không bị đói. Và cả cuộc đời của các bạn sẽ không bị buồn ngủ sau ngay sau khi ăn, và không bị đói sau vài tiếng khi ăn. Và các bạn sẽ có điều gì xảy ra? Cơ thể của mình sẽ khỏe mạnh, xinh đẹp, không bị già, da đẹp, đúng không? Không có bệnh tật nhiều, thậm chí còn không có bệnh tật. Chúng ta sẽ sống đến trọn đời, chúng ta khỏe mạnh, và chúng ta chỉ chết khi chúng ta hết khấu hao tất cả cơ quan nội ngoại tạng thôi, chứ không phải tránh cái trường hợp là chúng ta bị chết sớm là do là các cơ quan nội tạng của chúng ta bị hỏng sớm nhá. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều. Kim Toàn sẽ chia sẻ nhiều hơn với các bạn ở những comment phía dưới. Nếu như các bạn hỏi thì Kim Toàn sẽ trả lời, có nghĩa là có sự tương tác thì Kim Toàn mới trả lời được nhiều hơn. Cảm ơn các bạn nhiều ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.